Thưa quý vị, thành phố của những ngày giãn cách, việc đi lại bị hạn chế, mua thực phẩm cho gia đình cũng trở thành vấn đề nan giải với nhiều hộ gia đình. Và để có thể thích ứng với tình hình này, nhiều hộ gia đình đã tìm ra phương cách tận dụng những mảnh đất trống, sân thượng để trồng đủ loại rau quả. Và như vậy, thời giãn cách, nhiều gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh đã rủ nhau trở thành những người nông dân thành thị. Sau đây, mời quý vị hãy cùng chương trình tìm hiểu xem những người nông dân mùa dịch này họ canh tác như thế nào nhé. Những ngày giãn cách khiến cuộc sống người dân có nhiều thay đổi. Tận dụng sân thượng, bãi đất trống, nhiều người đã tự tạo cho mình những khu vườn rau củ tại nhà. Trồng gì ăn nấy, đây là cách vừa tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi không phải đi chợ và giúp giải tỏa căng thẳng mùa dịch. Như một nông trại thu nhỏ, rau muống, bắp cải, bí, khổ qua, hành lá, đủ loại rau củ được chị Vân cùng gia đình trồng trên chính sân thượng của nhà mình. Bây giờ mình sống ở trong cái khu cách ly phong tỏa đi, mình đi ra ngoài, mình muốn đi ra ngoài, mình mua bất cứ một cái gì cũng phải xếp hàng, mình đi tới siêu thị mình phải xếp hàng và chờ rất là lâu. Mà chi phí để mua những cái đồ mà mình dùng bây giờ cũng rất là cao. Còn bây giờ mình trồng ra nguyên thuận, mình lại khi mình cần cái gì là mình chỉ cần lên, mình hái, mình xuống là mình có để mà mình nấu bữa cơm cho gia đình của mình rồi. Từ khi có vườn rau, việc ăn uống gia đình chị Vân thoải mái hơn khi thực đơn món ăn hàng ngày đều là rau sạch do tự mình trồng. Các giống rau ngắn ngày như rau muống, xà lách, bắp cải được thu hoạch liên tục để phục vụ bữa cơm gia đình. Cái cảm giác khi mà mình ngắm nhìn cái thành quả trồng của mình thì mình cảm thấy rất là vui. Cái cây mình trồng nó được đơm hoa kết quả, và nhất là cái quả mình trồng mình tự nhiên mình cảm thấy nó cái những cái quả đó nó rất là dễ thương. Với cái số rau củ mà mình trồng và thu hoạch được á, ví dụ như nhiều thì mình sẽ chia cho hàng xóm hoặc những ai mà cần á thì mình cũng hái và mình cho chia sẻ nhau trong mùa dịch này. Có cái gì thì mình cho cái đó thôi, khi mình dư ra thì mình cũng cho. Không chỉ chị Vân mà trào lưu trồng rau tại gia còn được nhiều bạn trẻ hưởng ứng tham gia. Đây là vườn rau của chàng sinh viên trẻ Lê Duy Trấn ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nghỉ học do dịch, Duy Trấn đã cải tạo mảnh đất trước nhà thành một vườn rau nhỏ. Đây không chỉ là cách để giúp gia đình tự túc nguồn thực phẩm xanh mà còn là hoạt động giải trí, giải tỏa căng thẳng mùa dịch. Thì mình tận dụng những cái khoảng đất mà sẵn có nhà mình để trồng. Quá trình trồng rau này đương nhiên là không hề dễ dàng rồi. Thì đầu tiên là mình phải lên mạng để tìm xem là cách trồng rau như thế nào. Rồi nhà mình thì sao bỏ rất là nhiều ốc sên đồ thì mình phải tìm cách để diệt nó. Trở thành nông dân mùa dịch dần trở thành xu hướng được nhiều gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh áp dụng trong bối cảnh hiện nay. Tự tay xới đất, ươm mầm và gặt hái thành quả làm ra không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng thực phẩm mà còn lan tỏa niềm vui, giải tỏa căng thẳng trong những ngày dịch bệnh của thành phố còn phức tạp.